Câu chuyện thứ tư, công việc và anh em phải chọn. Ủa là sao? Cái là bậy. Ai kỳ cục vậy? Ai biết? Cũng có nhiều người vậy mà. Câu chuyện này của ai nè? Cho mình chứ đúng không ta? Đúng không? Xin mời Đàm Phương Linh. Xin chào mọi người, mình là Đàm Phương Linh. Và đây là một cái tình huống mà Linh đang gặp phải trong cái mối quan hệ của mình. Khi mà em làm cái trong cái ngành giải trí như vậy thì bạn em cũng là một người có cái tính ghen. Cũng không có thích em liên lạc hay nói chuyện với những cái bạn khác giới. Hay là kiểu đi làm mà mình chụp hình này, hay mình quay phim hay quay MV nào, mình phải công việc nó yêu cầu mình phải tương tác gần gũi với lại người bạn diễn của mình, thì là ở đó là cả một vấn đề to lớn, khó chịu đối với bạn của em đó. Thì đỉnh điểm là một cái hôm có một công việc là em phải đi chụp hình báo. Thì trước đó thì em có gặp bạn để cùng đi ăn với nhau. Thì anh mới hỏi là sau khi đi ăn xong rồi thì lát em đi đâu. Lát thì em có công việc em đi chụp hình báo. Thế là mặt khó chịu ngay. Mà hỏi là chụp hình một mình hay chụp hình. Thì như có một bạn nam cũng chụp hình chung mà không. Tại vì em không có hỏi tên nên là không biết là ai hết. Là mặt nó khó chịu bừng bừng rồi. Ủa tại sao vậy? Em thích cái nghề này lắm hả? Rồi không đi làm cái nghề này em không thấy vui hay sao? Làm nghề khác cũng được mà tại sao phải chọn cái này? Rốt cuộc là em thích cái gì ở cái nghề này, hiểu vậy? Thì em nói ủa sao anh mắc cười quá à? Anh từ quen nhau cũng 2 năm rồi, tức là vẫn 2 năm rồi. Thì ủa anh quen đến giờ anh biết cái tính cách của em là em rất là biết giữ khoảng cách đối với người khác giới khi mà em quen với anh. Em thấy là sự tin tưởng mình dành cho nhau cũng khá là lớn. Tại sao tự nhiên đụng đến cái công việc này thì anh lại cứ nói chuyện kiểu đó? Nó cứ gây nhau nhiều đến mức mà qua luôn cái giờ mà em phải đi làm luôn á. Đến lúc mà nhìn lại á, thấy qua mất giờ luôn, phải vội vàng mà mình gọi điện, mình cancel mình. Tại vì bạn đó không chịu chở em về, bạn đó cứ chở em trên xe đó, mà bạn đó chạy rất nhanh. Đó, cứ nói chuyện cho ý là chạy như vậy là để em không thể dừng lại được, không thể đi làm được á anh. Tính vậy đó. Cái thằng đó lúc đó là mình chỉ biết là phải nhắn tin, mình gọi thằng mình cancel, mình xin lỗi, ủa mình mất uy tín, mình thấy bực bội dã man. Cancel luôn, phải cancel chứ hả? Lúc đó thì em phải nói thôi chứ giờ mình vừa bực, mà khi mà con gái mà bực lên thì sẽ khóc đó. Anh nghĩ coi lúc đó mặt mũi tèm lem, đầu óc thì như vậy rồi, trong cái tình huống mà chạy vòng vòng ở trong trên đường không bước xuống được đường để đi chỗ khác thì làm sao bây giờ? Nó quá đáng lắm luôn. Quá đáng lắm luôn. Sao các bạn nam thấy chuyện này như thế nào? Không chấp nhận được. Đàn ông tính tình kỳ cục vậy là không được. Không, nhưng mà bây giờ không, mình phải nói một cách thẳng thắn như thế này, tại vì chúng ta đều là những người làm nghề. Nghe tức chứ. Nên chúng ta hiểu. Bây giờ chúng ta thử đặt mình cho cái vai trò là người không làm nghề thì sao? Không, bây giờ anh đặt là anh nghĩ bạn gái mình làm một cái nghề khác nè. Thí dụ như thư ký đi. Ghen, còn thư ký hả? Giám đốc hả? Tiếp khách hả? Giờ này nó phải giờ hành chính. Nói chung ngày nào cũng ghen được anh. Ngày nào cũng ghen được, quan trọng là bản chất của con người thôi mà. Cho có tin tưởng nhau đủ được. Không? Em chia tay là đúng rồi cưng mày. Không đủ tin tưởng thì nói chuyện. Mà như lúc đó mà em gọi cho anh là được rồi. Alo cho anh một tiếng thôi. Giờ anh bạn rapper có đang coi chương trình. Anh biết rapper, anh sẽ diss nó bằng một bài. Em muốn nói gì? Em muốn nói điều gì với lại vợ của anh bơ hả? Chị ơi, ảnh ở nhà có tính vậy không? Hay ảnh có hay thả thính rác rồi quan tâm mọi người khác như vậy không ạ? Nếu như ảnh có như em vậy. Em Hoàng rapper tốt bụng quá nè mọi người. Nếu như là chị thấy cái điều gì đó thì chị có thể gửi về cho chúng tôi thư về fanpage của chương trình cho bạn tình yêu chị nhé. Ông mình phát sóng là mấy giờ? Em cũng có câu chuyện gần như là y chang của Trung Linh. Gần như là y chang, nó khác làm sao? Thì tại vì là em cũng là làm trong nghệ thuật thì cái bạn đấy thì cũng không thích em theo nghệ thuật. Thì ngay từ đầu là trong cái lúc mà em còn đi học lúc đấy thì em vẫn còn chưa sự nghiệp, nó vẫn còn đang mới chớm thôi, chưa có gì cả. Thì là lúc đấy thì bạn ấy cũng đã hay xét nét mỗi lúc mà em đi diễn hay là em mặc đồ hay là như nào đấy. Và thường người đấy cứ hay kiểu cằn nhằn hay nói với em là thôi đừng có đi làm ca sĩ, làm ca sĩ làm gì, làm giáo viên dạy nhạc đi hay nào đấy, kiểu thế. Làm như thế cho nó kiểu an nhàn, cho nó đỡ bị tai tiếng. Và cho đến khi mà em có một cái cơ hội là em đi thi và em được sang Hàn Quốc. Thì lúc đấy là cái điều là em rất là mong muốn từ trước đến giờ, và em đã đạt được điều đấy. Là bây giờ chỉ còn một chút nữa thôi là em, thì là bạn đấy thấy em đang trên cái đà lên, bạn đấy lại càng không thích. Tức là có một chút ích kỷ là muốn giữ em cho riêng mình chứ không muốn là em phát triển và có nhiều người biết tới và nhiều người để ý. Thế là đến khi mà em đi thi cuộc thi đấy rồi thì
thì cãi vã rất là nhiều. Và khi mà như em nhớ là em vừa mới qua tới Hàn Quốc được một ngày là đã cãi nhau chia tay rồi. Chỉ vì đơn giản là bảo là bây giờ đi thi rồi, bên đấy đấy bao nhiêu là con trai đấy, ở cùng nhau ký túc xá đấy, ai mà biết được tôi làm sao mà tôi biết được là cô làm gì với những người đấy. Khoan, nhưng mà cái hai cái câu chuyện này chúng ta đang nó hơi nghiêng về cái chuyện là bị ghen tuông trong tình yêu. Thế thì cái gia trưởng có thể hiện ở đâu của hai bạn này? Có, bạn ấy có nói là đấy, bạn ấy cứ muốn là em là đừng có đi hát nữa. Nhưng mà nhắm cắm người ta rồi, vậy sau này có lo được cho người ta không? Đấy, tức là lúc nào cũng nói. Chính xác. Rồi bây giờ thử đặt ra một câu hỏi đi. Nãy GN có nói là nếu như là hỏi bạn nam có lo cho người ta hay không, thì bây giờ nếu như mà lo được thì sao? Có bỏ luôn á? Bao chọn gói cuộc đời em. Bây giờ bao chọn gói luôn, chịu A đến Z luôn, em muốn cái gì anh cho cái đó. Cái đó sẽ theo cái mục đích sống của tùy cái người con gái. Ví dụ như với Misa đi thì là bản thân mình tự lo được đầy đủ hết cho cái cuộc sống của mình. Mình quen bạn trai mình cũng đâu cần người ta phải lo. Cho nên cái công việc là cái mà mình muốn làm, cái là đam mê của mình, cho nên là dù có bắt ép cỡ nào cũng không. Có thể là bỏ bạn trai luôn, nhưng mà sẽ không bỏ công việc, bởi vì đó là cái sự yêu thích, sự đam mê của mình rồi. Rồi, đó là ý kiến của Misa. Còn Gia Linh thì sao? Còn đối với em, nếu như mà cái bạn nam đó mà thật sự yêu em thì em nghĩ về cái chuyện kinh tế thì cả hai đều phải cố gắng rồi. Nhưng mà họ sẽ không bắt em phải bỏ công việc, tại vì từ lúc yêu á là mình đã biết tính cách của nhau mình mới yêu, chứ không phải từ ban đầu mà mình biết người đó là không thích mình làm nghệ thuật mà vẫn quen á, thì nó lại là một cái chuyện khác. Nên là em sẽ yêu cái người mà chấp nhận công việc của em. Và nếu như mà sau này cái chuyện tương lai á, mà em phải bỏ công việc nghệ thuật á, chứng tỏ là do em muốn. Em muốn là gia đình hạnh phúc hơn, hay em muốn giảm công việc để em chăm lo cho gia đình, chăm lo cho con của mình hay sao đó. Chứ không có ai mà ép buộc được mình hết á. Mà do họ, mình yêu họ thì mình chấp nhận chuyện đó thôi. Đây, tiếp tục, bây giờ hỏi sâu hơn một chút xíu nữa. Các bạn nữ nói rằng là các bạn nam khi yêu các bạn nữ thì nên cần phải chấp nhận công việc của các bạn nữ. Thế thì các bạn nữ có bao giờ nghĩ ngược lại là các bạn nam cũng đang cần có một cái chỗ dựa tinh thần để làm tốt công việc của mình hơn hay không? Cái quan trọng là hai người nói chuyện với nhau. Thì đó, quan trọng hai người như thế nào? Câu hỏi đặt ra thôi. Không, nếu như mà vì sao? Tại vì tự dưng sực nhớ ra là hôm bữa có một cái, gần đây có một cái bạn kia, bạn cũng nói vì sao rằng là thôi ở nhà đi, đừng đi làm nữa. Thí dụ mà mình có quen nhau thì là sẽ chăm lo đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Bạn nó hỏi vì sao là bây giờ là em có nghĩ đến cái viễn cảnh rằng là em ở nhà em chơi không, có đủ mọi thứ hết rồi, anh đi làm lo hết, là em không cần phải làm gì nữa hết. Thì sao? Tại vì anh cũng muốn là có một cái người ở nhà để mà quán xuyến mọi chuyện đúng nhà. Rồi để mà chăm lo cái việc nhà và để cho anh yên tâm hơn. Thì lúc đó mình mới nghĩ rằng là nếu như mà câu chuyện đó mà có đi đến cái có quen nhau được hay có đến một cái tương lai xa hơn, thì trong trường hợp đó mình cũng sẽ tiết chế cái công việc của mình lại. Ví dụ như bây giờ mình ham công việc 10 thì tới trường đó mình sẽ bắt đầu mình lựa chọn, mà mình chọn những cái công việc nào đó mà nó nhẹ nhàng hơn, nó ít mất thời gian hơn, nhưng mà vẫn thỏa mãn được cái đam mê trong công việc của mình. Tại vì rõ ràng là ở Nhật á, ở Nhật Bản á, là người phụ nữ người ta chấp nhận cái chuyện là sẽ ở nhà, người ta làm nội trợ để mà làm cái chỗ dựa vững chắc cho người đàn ông của mình. Đó. Em gặp trường hợp đó rồi nha, và rất hạnh phúc luôn. Cái người đàn ông, nói chung là, nhưng mà cái người đàn ông rất khó để tìm cái người đàn ông mà cho vợ ở nhà nhưng mà không bao giờ xúc phạm vợ, hay là rất rất là tôn trọng, mà còn cái kiểu khi nào cũng nâng vợ lên trên luôn á. Tại vì cái người phụ nữ mà để hy sinh ở nhà lo cho gia đình rất là khó luôn anh, không phải là dễ đâu. Nên là em thấy người đàn ông nào như vậy rất là đáng quý luôn. Theo em nghĩ thì công việc nội trợ đó là cũng là một cái nghề. Đúng rồi. Nghề của một cái người phụ nữ. Thì em nghĩ rằng là như anh nói, ở Nhật á, thật ra thì đó là một cái truyền thống riêng của bên Nhật Bản rồi. Họ lúc nào là đàn ông cũng phải ra đường là gánh rác trụ cột cho gia đình hết. Thế em nghĩ rằng là nếu mà ở Việt Nam á, thì cũng tùy vào cái suy nghĩ của người vợ và người chồng. Thì quan trọng là hai bên thỏa thuận với nhau làm sao cho hai người cảm thấy thoải mái, thì là cái điều đó mới là quan trọng. Anh Bơ thì sao? Người rất có kinh nghiệm. Có rất nhiều ý như Hoàng nói. Thì đó chỉ là một trong những ý thức từ thời phong kiến rồi, với cái tính gia trưởng đó. Nhưng mà với thời hiện đại này thì thật là hạnh phúc khi mà người chồng đi ra ngoài được làm, người vợ ở nhà lo nội trợ để chăm lo cho gia đình. Phải có một đội hình, một đội bóng, là phải có tiền đạo, phải có hậu vệ, phải có tiền tuyến, phải có hậu phương. Thì như gia đình Hoàng nè, thì thích ứng lắm. Thì lúc mà vợ mang bầu thì vợ ở hẳn ở nhà thôi. Chỉ việc sinh con và nuôi con, mọi thứ ngoài thế giới để lo cho.
Nhưng mà đến một thời điểm là bé khoảng chừng hơn 2 tuổi, tự nhiên vợ muốn đi làm, muốn được phụ chồng, ok, anh sẵn sàng. Cái em chơi gì anh đẻ nữa. Dạ, đó, rồi đi làm ở bên công ty, rồi làm văn phòng, vân vân vân. Nhưng rồi cái tự nhiên ông trời lại cho thêm một đứa nữa, thôi em nghĩ đi. Trời cho, anh tự cho chứ ông trời. Bây giờ là anh đã thiệt đi. À. Bây giờ trên sóng như hình đã thiệt đi là ông trời cho hay là anh cố tình? Rồi anh cố tình. Nhưng mà cái vấn đề là cái sự hòa hợp và cái cùng chung tiếng nói của cả hai vợ chồng miễn là vui đúng không? Nó quyết định cái gì nhiều lắm. Phải ngồi lại với nhau đó, cái đó mới là cái quan trọng nhất. Không biết là như thế nào các bạn có đồng quan điểm với Phương không, nhưng mà tâm lý chung của người phụ nữ á là cho dù là có thể là mình đạt được ước mơ hay làm một cái gì đó, nhưng mà cái cuối cùng mình vẫn mong muốn một cái sự gì đó là ổn định. Ổn định ở đây không có nghĩa là phụ thuộc, bởi vì khi mà mình đã chấp nhận mình, cá nhân Phương á, Phương rất là thích làm việc nội trợ. Nhưng mà cái vấn đề là mình sắp xếp nó như thế nào và mình chọn lựa nó như thế nào. Có thể là Phương đi quay về mệt, nhưng mà Phương vẫn thích rằng là nếu như mà có một người để mà mình nấu cơm, để mà mình chăm sóc kiểu như vậy á, hoặc là mình Phương được đặc biệt danh là nữ hoàng dọn dẹp, tức là ngồi đâu cũng dọn dẹp được hết. Tức là cái đó là một sở thích luôn, tức là mình cảm thấy cái điều đó nó rất là thoải mái chứ không có phải vấn đề gì hết. Bữa nay mời chị Phương qua nhà em chơi nha. Cho nên là Phương nghĩ là có thể là trong lúc này mình đạt được ước mơ, nhưng đến một cái giai đoạn nào đó mình cũng muốn ổn định. Những cái ổn định ở trên cơ sở rằng là không phải mình phụ thuộc và không phải là mình bị coi thường. Thì chắc chắn một điều rằng là người phụ nữ nào cũng có thể đảm đương được cái vai trò đó hết. Thật ra bao nghĩ là mình quan trọng lúc đó, mình nghĩ là cái gì là cái điều mà nó quan trọng hơn vào thời điểm đó thôi. Tại vì người ta nói là phụ nữ có thể nữ tướng ở ngoài đường, có thể làm việc cái gì cũng được, nhưng mà về nhà miễn rằng là không có thể chấp tiếp tục chăm lo cho gia đình của mình, cho chồng mình, cho con của mình, làm được vậy thì đàn ông chả bao giờ phàn nàn bất cứ chuyện gì cả. Đó, nhưng mà mình nói cái chuyện đó một cái số sau đi, một số khác đi. Còn bây giờ quay về cái chuyện gia trưởng của đàn ông nè. Bây giờ nè, kiểm tra điện thoại, kiểm soát mọi hoạt động của bạn trai. Ủa, ngược rồi. Ủa, là sao? Mà anh biết rồi, từ từ để coi là câu chuyện của ai. Đó là câu chuyện của em là Gia Linh ạ. Nãy giờ mọi người kể là con trai gia trưởng đúng không? Nhưng mà em gặp cái tình trạng là con gái gia trưởng mà cực kỳ khủng khiếp. Nhưng mà không phải là em, bạn của em câu... Nhưng mà em ám ảnh luôn đó. Em đang nói giảm nói tránh phải không Linh? Thì không, thì là em không, em nói thiệt đi, không sao đâu. Em là một người không gia trưởng thật sự luôn. Nhưng mà em có nguyên tắc của em chứ không phải gia trưởng. Mà bạn của em là nó đúng gia trưởng luôn. Là cái tính tình bình thường của nó là luôn luôn kiểm soát người yêu và muốn người yêu làm theo cái quy định của nó rồi. Nhưng mà có một ngày á, là anh đó ảnh mới đi kiểu như là đi nhậu với bạn, đi ăn với bạn đó, nhưng mà bạn trong cơ quan là họp xong rồi đi thì buộc là mình đi để mình có mối quan hệ trong cơ quan thôi. Thì nhưng mà nó không thích, đã nói với nó rồi nhưng mà nó bảo là anh không có được nhậu, đi về đi. Tại nhậu không tốt này, em không thích con trai nhậu. Nhưng mà bình thường á, nó luôn nói người yêu của nó là phải, anh đàn ông là phải có nghề nghiệp này kia. Vẫn nói là phải có nghề nghiệp này kia. Nhưng mà khi anh ấy đi nhậu, đi giao lưu với bạn bè thì lại không thích và lại kêu là về đi, anh về thì em mới ngủ, còn không là em sẽ chờ cho tới sáng cũng được nữa. Cái xong một hai là gọi người yêu không nghe máy, nhắn tin không nghe máy, nó tức nó nói với em. Nhưng mà em bảo là chỗ mình thì phải cho người ta có thời gian riêng này kia nữa. Thì sau đó về hả, là nó chờ khi nào người yêu về thì nó mới ngủ thiệt. Cái lúc về gọi điện bắt người yêu là phải nói chuyện, bây giờ anh phải dậy nói chuyện với em. Gọi điện thoại á, bây giờ một hai là anh nói chuyện chứ không là sẽ kết thúc ngay bây giờ luôn. Cái người yêu kiểu say mà mệt mỏi quá kêu em muốn gì muốn gì, anh đi ngủ, khóa máy luôn. Nó tức nó cũng không được, nhưng mà lúc đó cũng chả ai thức để mà nói chuyện với nó, gọi em cũng không nghe được nữa. Thì xong sáng mai á, đúng là chia tay. Nhưng mà chia tay mấy bữa nữa lại quay lại, nhưng đến bây giờ cũng vậy luôn. Suốt ngày, ví dụ bây lâu giờ lâu vẫn còn á? Vẫn còn. Lâu rồi. Thì chắc cũng một năm mấy em cứ nghe câu chuyện đó hoài luôn. Nhưng mà hiểu không anh? Rất là khó chịu luôn, mặc dù đôi lúc cũng có khuyên đó, nhưng mà nó không nghe, nó kêu tao thương thì tao mới như vậy. Nhưng mà em nghĩ là như vậy rất khó để mà hạnh phúc. Em nghĩ không có cái kết. Nhưng mà nó tính ra con trai cũng thích kiểu con gái được quan tâm vậy á. Em nghĩ không có cái quan tâm như đó, nhưng mà thì nó bị lố quá. Không phải. Ý là tùy chuyện thôi. Ê mà cho em hỏi xíu là cái chữ là gia trưởng là áp đặt
là cái đó là dành cho con trai hay là con gái, bởi cả vì cả hai đều có, con gái đều tại vì nếu nghe là luôn cả hai đều có thể bị gái. Nếu như mà nếu như em kể trường hợp này của em là có không biết là phải đặt cái chữ gia trưởng nó vô cho con gái không, tức là ngày xưa em rất là khó tính đến cái mức độ mà bạn trai em rời ra đường mà mang dép kẹp em cũng không cho, quần áo từ trên xuống dưới là phải nghiêm túc chỉnh chu, áo là áo thun thì không được là sắn tay áo lên hay các thứ, và tuyệt đối không bao giờ được mang dép lê ra đường. Và em khó đến cả cái chuyện mà gặp mặt gia đình ăn uống bố mẹ, tức là bên kia người Bắc bên đây người Nam, thì bên kia ví dụ như Bắc gia đình Bắc là ăn dỗ như thế nào thì bắt buộc phải làm y chang như thế, còn gia đình Nam ăn dỗ như thế nào thì đến phải mua trái cây rồi cầm cái gì đó ra về là phải đúng quy tắc y chang như vậy. Vậy thì gia trưởng rồi đó chị. Cái này gia trưởng hả? Cái này là gia trưởng đúng không? Có phải là gia trưởng không? Gia trưởng đó, cái đó là gia trưởng. Cái này là gia trưởng, cái nào phải là. Thế rồi bây giờ các bạn nữ nè, thường là các bạn nữ nếu mà không nói mình gia trưởng nhưng mà kiểu gì thì các bạn cũng sẽ có một cái vài những cái cách để mà mình kiểm soát người yêu của mình, thì thường là các bạn nữ làm cái gì? Em hay hack Facebook với Yahoo. Hack Facebook với Yahoo. Game thủ mà. Với lại em hack nick game nữa, lâu lâu tại vì chơi game cũng có mấy nhỏ mặc đồ đẹp đẹp xong rồi livestream này nọ, bắt đầu lên vô live xem livestream kia. Ủa hôm qua like hình nhỏ livestream đúng không kia? Ủa sao em biết? Anh đừng có hỏi câu vô lý đó. Đó là thấy con trai khổ quá thiệt. Rồi bây giờ quen gái IT. Không, để bây giờ mà em làm thử. Bây giờ mình thử nhận định những câu chuyện của các bạn kể coi các bạn nữ đây có ai gia trưởng, em mà có gia, em mà có sự gia trưởng không đó. Không, mà em không gia trưởng, em chỉ lâu lâu quay. Em nói câu là không biết là em gia trưởng rồi đó. Thôi em nít hát được có một lần đâu, phải lâu lâu hát rồi, hát được một lần hết. Rồi Liz. Em chắc là cũng có một chút đấy. Nhưng mà nếu như tức là nếu mà người đấy cho em cảm giác an toàn ấy thì không bao giờ em đụng vào những cái gì để nó riêng tư, còn đấy là em cảm thấy là có một cái gì đấy thì em sẽ bắt đầu em mầy mò em vào em xem, nhưng mà thường là em nghi ngờ không bao giờ sai hết. Và em luôn luôn bắt được những cái lúc mà người đấy làm cái gì đấy sau lưng em. Có đôi lúc là ví dụ là em tìm được một cái đoạn chat, tức là nhắn tin rủ bạn này bạn kia đấy đi chơi đi ăn cái gì đấy ở đâu đấy, em đã đọc được rồi, tức là em đã biết cái chuyện đấy ở trong đầu rồi. Nhưng mà tức là khi mà em đã hỏi thì em muốn là ý là tao hỏi là vì tao đã biết rồi đấy thì tao mới hỏi, và tao muốn mày thành thật với tao, tức là mày chỉ cần mày thành thật thôi thì tất cả mọi thứ đều qua hết. Nhưng cái vấn đề nó không nằm ở đấy, khi mà em đã hỏi là em biết rồi thì cứ chối bằng được, chối cho tới chết. Tức là đúng rồi, tại vì đâu rồi lỡ cái là chết liền đó, đó em bảy sao bảy mà khai là chết liền luôn á, sao được. Ừ, cái là xong luôn á. Đúng không chị? Không, nhưng mà tức là khi mà con gái đã hỏi thì thường là họ đã biết hết sự việc rồi thì họ mới hỏi như thế. Cũng hên xui lắm, có những người thử lòng dữ lắm. Không, khi mà người đấy chối cho bằng được và em bắt đầu là em đã quá mệt với cái chuyện là phải đòi người đấy trả lời thì em đưa cái máy ra cho xem đoạn chat đấy luôn. Tức là em đã chụp hình cái đoạn chat đấy. Này, làm gì đấy? Đi đâu đấy? Xong người đấy. Làm gì đấy? Đi đâu đấy? Im lặng. Chắc mốt chắc mai mốt tôi xài lại mấy nhắn tin quá, có cái gì tôi gọi lên tổng đài chuyện là nhắn. Không, thật sự thì em nói thế thôi, nhiều người cũng nói em là khá là ghê gớm. Tại vì là anh thấy điều này đấy, tại vì là kinh khi đấy, mà em tức là em từng có người yêu thì là em nổi tiếng luôn là người yêu ghê gớm, tức là mọi người đặt cho em như thế. Tại vì đôi khi là cái người đấy đang giận nhau mà chỉ cần thấy em là người đấy chạy xa tút luôn. Tại vì biết là có sự hiện diện của em, tức là sợ em tới mức như vậy. Còn Chi thì sao? Bảo biết Chi rất lâu rồi nhưng mà cũng không biết được rằng là Chi có gia trưởng trong chuyện tình cảm cũng như chuyện gia đình hay không. Thật ra thì nãy giờ một sự thú vị rất là to lớn khi được nghe các bạn nữ ở đây chia sẻ những câu chuyện của mình. Tại vì tự nhiên các bạn chia sẻ xong Chi cũng phải nhìn lại mình luôn. Đó giờ mình cũng không bao giờ nghĩ là mình có cái tí gọi là gia trưởng hay không. Thì tự nhiên nghe các bạn kể mình cũng suy nghĩ lại là mình có hay không ta. Tại vì nãy giờ Chi nghe các bạn nói cái câu chuyện gia trưởng làm Chi cảm thấy nha, hình như gia trưởng một phần nó đến từ cái tôi rất là cao. Nó đến từ sự ghen tuông nữa. Nó là xuất phát từ sự ghen tuông và nó xuất phát từ sự ích kỷ nữa. Gia trưởng là ghen tuông cộng ích kỷ cộng cái tôi cao. Thì nó sẽ tạo thành một cái gọi là áp đặt lên cái người kia. Thì ngày xưa khi Chi còn còn nhỏ hơn bây giờ thì Chi thấy Chi thích cái sự ghen tuông trong tình yêu, bởi vì nó đem lại rất là nhiều cảm xúc. Nó đem lại cho mình người kia yêu mình và mình cũng yêu người kia, thường xuyên cãi cọ đôi khi nó cũng vui. Nhưng mà càng lớn thì Quỳnh Chi nhận ra rằng cái việc ghen tuông á nó làm mình mất rất là nhiều năng lượng và nó làm bào mòn cái tình yêu và dẫn dắt một cái tình yêu đang tích cực thành một tình yêu tiêu cực. Nên sau này Chi rút kinh nghiệm là Chi không ghen nữa,
Thì tự nhiên khi mình cho người ta cái chỗ để thở thì người ta tự động biết điều, cho mình cái chỗ để thở lại. Và tự nhiên cái mối quan hệ nó có cái mầm móng để nó đi lâu dài với nhau được. Còn nếu mà cứ ghen qua ghen lại cho nó thì rất là mệt, và kiểu gì cũng sẽ... Sao đi lâu dài mà dùng từ mầm móng nghe ghê quá vậy? Là có cái nền tảng để nó bước tiếp vậy. Đúng rồi. Bảo dùng từ hay quá. Nền tảng để bước tiếp. Nói chung là chị nghĩ là các bạn nữ á, kiểm soát bạn nam là cũng là một cái điều rất là hợp lý thôi. Tại vì yêu thì mới sợ mất. Và ngược lại cũng vậy, bạn nam cũng vậy, cũng yêu thì mới sợ mất chứ. Nhưng mà vấn đề là cả hai mà làm nhau mệt quá thì khó đi lâu dài lắm. Và đôi khi mình sẽ đánh mất cái tình yêu của mình vì cái sự ích kỷ đó. Tôi nghĩ là những ý kiến của Quỳnh Chi cũng đã có thể là gói lại những cái điều mà các bạn nữ muốn chia sẻ rồi. Thế thì các bạn nam cảm thấy mình như thế nào, mình có gia trưởng không? Em nghĩ thì nó cần rút kinh nghiệm điều gì không? Cái việc gia trưởng á là khi một người có thể mà lo hết toàn bộ mọi thứ cho người con người mình yêu á, thì đứng ra gia trưởng thì nó áp đặt nội dung cái này cái kia thì nó sẽ đúng hơn, chứ so với việc là chỉ vì ghen không thì nó không đúng lắm. Mình phải lo cho người ta trước thì mình có thể gia trưởng. Rồi. Còn riêng Hoàng thì Hoàng chỉ nghĩ mình chỉ đơn giản là người trụ cột thôi. Chứ đừng chẳng dám nghĩ đến chữ gia trưởng làm gì cho nó cao sang quá, to tát quá. Các bạn nam ở đây có ai gặp các bạn gái gia trưởng bao giờ chưa? Không biết cái trường hợp này gọi là gia trưởng hay không ta. Nên VMAT kể cho mọi người xem như thế nào nha. Mình đi quay, tại vì đa phần mình biết mình đi quay thì cái môi trường VMAT làm việc rất là tiếp xúc nhiều con gái, rất nhiều bạn gái. Cho nên là không được giao trước là không được hung nè. Không được hôn nè, có hôn thì phải dùng kỹ thuật nè. Rồi kỹ thuật là sao ba? Thử vậy đó, thử coi đó. Nghiêng nghiêng rồi lấy giống mái che đó. Rồi trong quá trình làm việc là không được, chỉ cần mà bả và thấy cái ánh mắt mình mà đi nhìn người khác thôi là cái đó là ghen giận. Rồi ông ơi thì là ghen thôi. Là ghen thôi đúng không? Ok thôi. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi coi như là ngày hôm nay cũng đã lắng nghe được rất là nhiều những cái chia sẻ của các bạn nữ cũng như các bạn nam. Thì thực ra bảo thấy như thế này, gia trưởng á, thường là chúng ta đang bị hiểu sai về cái chữ gia trưởng. Gia trưởng không phải là khi mà chúng ta, GA vừa mới chia sẻ là chúng ta lo được thì chúng ta có quyền muốn làm gì thì làm. Không phải như vậy. Gia trưởng ở đây tức là cái người trụ cột của gia đình. Và đã là người trụ cột của gia đình á, thì mình phải có đủ bản lĩnh để mình đứng ra, mình che chở, mình chăm sóc người mình yêu thương một cách đúng nghĩa tích cực, chứ không phải là mình áp đặt người ta. Tại vì cái chuyện áp đặt á, nó chỉ xảy ra là khi mình không còn kiểm soát được nữa thì mình mới áp đặt thôi. Chứ còn nếu như mình vẫn đành đủ tình yêu cho nhau, niềm tin cho nhau thì cái chuyện gia trưởng chắc chắn nó sẽ không có xảy ra. Thôi thì bây giờ nếu như lỡ ai vẫn còn cái tôi mình lớn quá, ai ích kỷ trong tình yêu quá thì mình giảm bớt cái đó lại. Bởi vì yêu mà cứ nghĩ cho mình không, không nghĩ cho người ta thì làm sao có hạnh phúc được. Đúng không? Yêu là vì cả hai thật sự là dành cho nhau. Và chúc tất cả các khách mời cũng như chúc quý vị khán giả của chương trình sẽ luôn luôn tìm được tình yêu đích thực của mình. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã theo dõi chương trình. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và quý vị cũng có thể xem lại chương trình thông qua kênh YouTube của chúng tôi là MCV Media và cổng thông tin Love TV. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý vị sẽ luôn luôn có được nhiều tình yêu đẹp.